lười. Ra thành lỗ luôn. Ra thành lỗ lắm. Nghĩ chút cho nó độ dài. Nên nghỉ đi. Nghĩ ba lên thì ạ. Ra kéo lên. Ra nhau đúng không? Ừ. Rồi ra vào đây. Ra vào cái này. Ra vào xuống dưới. Vào con này. Ra chọn này. Và start picking. Đó. Ừ. Rộng luôn đúng không? Rộng luôn. Group hai cái này mà. À, cái này là cái mô rồi. Ừ, tự động nó chuyển vào delivery. Ừ, nó kéo nó vào. Nó di chuyển, nó kéo nó vào. Nó ốp lên cả đến trên. Không, như đây đâu. Đó, chuyển mạch LED, chết, NF3. Ốp cả lên trên nữa. Đấy, cái đoạn này nó mô lên cả lên trên này. Sẽ kéo luôn thôi. Đó. Đấy, ok, rồi. Là mình đổ đây, chuẩn bị mình đã chuẩn bị trước, mình đổ lên rồi mình UV ready map nó đã à, chăm mình giờ để thử đã vâng quá là bé là kéo rộng rồi đều quá ra nó tăng rồi ta để 600 đi đó mình đỡ hơn rồi để 600 nhìn tương đối thấy cái bốn thì phải nhìn nó tại đủ địa cho nó xong cái tiền này rồi. Ừ. Ok đang cho thêm cái trọng cây nữa rồi mình cũng lấy boss tính đồng tiền mình đã chuẩn bị trước rồi mình đi được cây đây mình để chỗ cây này phía trên tầng ba trên tầng ba này mình có để không tầng 3 thì cho thằng người rồi cho mọi người làm ví dụ đấy để cho cái tầng 2 chọn ôn ok chỗ này đó. Mình chuyển máy tốt mình kéo lên ba đi ở đây mình chuyển máy led z là kéo lên ăn chỗ này nó hơi to người ta scale đó lên ba lên điện trước khi người ta group vào đấy nanona với thằng sàn này chụp Z Vmax đấy ok nó hơi to ta sẽ kéo lại một chút rồi nó kéo thì ra ok đấy cho đi sang đấy ok đấy rồi lâu cái này mình bấm mất vật liệu các bạn file này mình chưa lưu ở chỗ nào mình cho vật liệu vào bị mất giờ rồi. Mình phải lưu file đấy vào cái chỗ có cái chỗ hoa này cho trên thằng người đứng trên thằng trên import người về đây mình đã để trước rồi chọn ôn ok đó mình Luna mi mắt mình kéo ra đó mình đó mình mà rồi nó mất vật liệu mình có đó. Cái file cái này thì nữa mình lưu cái file này vào cái trong thư mục của cái phần dự hình đấy thì nó sẽ luôn vật liệu đó. Đó. Đó ok à, thì quay ra bên đây thì còn gì không nhỉ thế là đúng không đó. Giờ mình cái cửa đi tương đối là mỗi cái cửa đi cửa để gỗ luôn nhé nhìn gỗ còn cửa là cực kỳ mình chọn cái này ngang quy đây mình group open đây quy chỉ để hiện thêm một đối tượng này thôi mà mình đổ gỗ nó đó tương tự rồi mình đổ tiêu gỗ nó mình chọn cái này mình đổ kính ok chọn cái tay nắm này mình đổ inox xong mình grow rồi mình hiện tất cả đi này thì chúng ta đổ tinh nhựa ta an quy group open này nó đã mở sẵn rồi đây à nó phải ấn chuẩn xét ạ ra chọn khối này trước cho nó chuyển cái delivery đi để đỡ bị ta chuyển mạch led z và quét cách này đi và quét chỗ mạch chứ cái ba lên nhỉ
có. Ta đổ lại xem này. Nghĩ ba đi. Có mặt này. Chưa bỏ group. Đúng rồi, nó do mình quét kia nó không hiện. Lại chuyển bằng led á. Cứ quét. Cái detect nữa. Mình chọn nó. Nhưng mà ưu kính đó. Đó, ok. Rồi, trông còn gỗ luôn. Cái này mình chọn 5 này. Mình chọn mấy cái này đối với nó của nó này. Chọn 5, chọn khối. Đúng rồi. Nên mà đi. Mình lúc. Mình chưa detect. Cái thứ Z ạ. Mình phải detect nó riêng ra. Đó. Nên mình chọn đủ nó. Này, chúng ta cần đủ gỗ nó. Gỗ hoặc nhựa, tùy các bạn. Gỗ thì thằng đồng nhất với cái thằng đồng kia. Mình hiện. Tùy. Bây giờ mình vừa rút nó vào. Mình hiện ra. Đó. Rồi, lót cũng vừa. Này, thay vì vẽ lại thì chúng ta copy lên. Tức là một group rồi các thứ nữa. Chuyển máy led. Kinh nghiệm với những cái cửa là giống nhau thì chỉ làm mình bộ luôn vật liệu đi. Đúng vật liệu. Chuyển máy ép led là gì, xem máy ép 3D là gì. Chữ điểm lên. Đó, quét. Đâu có điểm đây. Ok, cái 3 đây. Đó, sao? Sao cái chỗ kia tường là trắng nhỉ? Đấy. Cái này mình kéo xuống. Rồi cái này, nãy mình bật cái lưới game mình quét chắc là nó vào lên chim. Yeah, ok. Đó. Yeah. Trong này hay luôn. Xóa đi, copy như ngay đúng không? Dạ. Nó delete đi. À, chuyển top Z, ăn F3. Giữ ship sao? Ok. Chân chữ đổi bất điện. Cô FSD nó kéo. Nó kéo. Ok. Cái 3 này gì? Cái này chúng ta đã ăn quy rồi. Tương tự thì chúng ta chuyển người FSD của đi. Ta chuyển người led, set. Bật, quét. Ta detect đi. Còn lại chúng ta đổ vào nó nhựa gỗ. Đó, trong cái trong này chúng ta đổ kính. Ok. Đây, cái này ta chọn khối. Detect này ta đổ in đâu. Mình quét vào chiều đi. Mở lên đổ in đâu. Đó, là mình group nó vào. Hiện tất cả đi. Xong, hiện đồ xong vật liệu. Như sau vẫn trắng. À rồi, ok. À, hết rồi vật liệu rồi đúng không? Dạ vâng. Ok, từ thu nhỏ lại một tí. Đó. Ok. Rồi. Thì làm tương tự để mọi người có thể tạo ra những cái vùng vật liệu khác này mọi người để gắn. Thì đến đây thì tôi và cậu Định đã hướng dẫn cho anh em toàn bộ xong các cái bước cơ bản về phần dựng hình trong 3D Max thì bạn thấy rất là nhanh đúng không? Ừ. Chưa đầy hơn một tiếng mà đã xong một cái ngôi nhà rồi. Nhưng mà các bạn có muốn là dựng nhanh hơn nữa không ạ? Dựng nhanh hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm Revit cực kỳ nhanh. Nhanh ở đây gì? Một là Revit nhanh nhá. Hai nữa là nó làm được luôn kiến trúc kết cấu. Thứ ba nữa là nó xuất luôn được bản vẽ 2D trong Revit, đúng không? Trong 3D Max này thì nó chỉ là dựng hình thôi. Thì khi mà chúng ta dựng hình xong rồi xong, chúng ta có bản vẽ rồi xong, chúng ta xuất sang 3D Max, đúng không? Thì chúng ta chỉ chỉnh sửa, chúng ta ốp lại vật liệu rồi thì nó còn nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc này. Đó. Và cái thứ ba nữa đó là gì? Bên Revit thì nó rất là thiếu nội thất, nhưng mà bên 3D Max này rất là nhiều nội thất, đúng không đấy? Đó, vì vậy chúng ta sẽ chuyển sang từ cái mô hình của bên Revit, chúng ta chuyển sang bên 3D Max là chúng ta làm nội thất và chúng ta lấy các cái family mà còn thiếu cho nó, đúng không? Đấy, và render của nó rất là đẹp hơn so với Revit rất là nhiều. Thì đấy là quy trình mà công ty chúng tôi đang làm. Thì nếu các bạn muốn tham khảo về phần mềm Revit có thể vào trang website là revitmax.net. Còn để nhận các cái tài liệu kèm theo khóa học này thì vào cái website đó là
videohocbodymark.com được chưa? videohocbodymark.com. Rồi. Và nếu các bạn mà muốn chuyên sâu hơn về phần nội thất ấy, cũng như là họ làm nội thất hoàn thiện này, render ngoại thất này, làm nội thất phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh ấy, cũng như là cái cầu thang, phòng bếp, thì các bạn có thể học khóa chuyên sâu về nội thất của tôi. Các bạn có thể kích vào cái đường link bên trên, bên dưới, bên phải ở đâu đó có cái đường link xung quanh video này. Ok. Và thi thoảng ghé thăm tôi tại website luchiller.com hoặc là kết bạn với tôi qua Facebook, đó là theo số điện thoại 0963459288, hoặc là hỏi tôi bất kỳ điều gì tại Zalo thì cũng theo số điện thoại 0963459288, hoặc là cài app của tôi ra luchiller trên điện thoại ra. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chờ chúc các bạn thông qua bộ cái video hướng dẫn này thì bạn có thể dựng được một công trình như thế này và các cái công trình khác. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.